cái đuôi trưởng thành. Cứ đà phá phách này của lũ chuột, mùa lúa này đến thất bát mất thôi ông ạ. Tôi đã quay kính ni lông quanh thửa nhà tôi rồi đấy, mà xem ra cũng không ăn thua. Bao nhiêu biện pháp diệt chuột mà ban lãnh đạo thôn rồi trên xã đề ra chẳng mấy tác dụng. Chuột vơi đi được một dạo rồi lại sinh sôi hoành hành. Nghĩ mà cũng tội cho ông trưởng thôn. Nghe đâu phen này mà không cứu được vụ lúa mùa là ông ấy cũng bị cách chức luôn đấy. Không biết nhà lão Tư Keo có cách diệt chuột gì mà mấy thửa ruộng của lão phía mạng Tây kìa chẳng bị chuột phá gì cả. Lão nhà giàu khét tiếng ích kỷ tham lam ấy ư? Đời nào lão đi chia sẻ với bà con mình kia chứ? Lão chỉ biết nhà lão thôi ông ơi. Ba ơi, sao ba không bơm thêm nước vào ruộng? Nhiều nước, bọn chuột sẽ không dám đến phá nữa. Còn nói cứ như phát minh, lúa đang trổ bông, bơm nước đầy vào chuột chưa chết thì lúa đã chết úng cả đồng rồi. Thôi, mang ni lông đây để ba rào ruộng. Làm thế nào để ngăn lũ gặm nhấm tác oai tác quái này đây? Thử bao nhiêu cách rồi mà không ăn thua. Lát nữa con về bảo mẹ, hôm nay ba không về nhà, ba ngủ ở lều ngoài này, xem tối đến bọn chuột hoành hành sao mà cứ sáng ra là thấy cả đồng lúa tan hoang. Vâng ạ, để lát con mang cơm tối ra cho ba. Trời, chuột nhiều thế này, trách sao sáng ra cả ruộng lúa hoang tàn. Loa loa loa, xin bà con chú ý, từ hôm nay, thôn hạ bắt đầu phát động phong trào diệt chuột có thưởng. Để cho gọn nhẹ và hợp vệ sinh, ai diệt được chuột chỉ cần cắt đuôi, đem đến nhà văn hóa thôn nộp để lĩnh tiền thưởng. Càng diệt được nhiều chuột thì càng được thưởng nhiều. Loa loa loa. Hy vọng chi ra một số tiền thưởng như vậy sẽ có tác dụng động viên mọi người tích cực tham gia diệt chuột. Thằng Tèo con ông Tư Keo kìa bọn mày ơi, mấy hôm nay thấy nó ra nhà văn hóa lĩnh thưởng liên tục. Bọn mày đi theo nó đi, xem nó có mẹo gì mà đánh được nhiều chuột thế. Ừ, phải đấy. Anh Tèo, sao anh lại không đánh chuột? Hay anh sợ chúng em bắt chước mẹo đánh của anh nên không trổ tài? Đúng đấy, con chuột to thế mà mày không đánh là sao? Chuột ấy tao chẳng thèm. Nó bị mất đuôi rồi, làm sao mà lĩnh thưởng được, đánh nó cho bẩn tay. Hỏng, thế thì hỏng, không được, không thể được. Tỉnh lại đi, ông Hoạt, ông gặp ác mộng đấy à? Cái gì mà không được, không thể được? Tỉnh lại đi. Thì ra là một giấc mơ. Bà đấy à? Ông mơ mộng gì thế? Cứ suốt ngày nghĩ đến cái việc diệt chuột diệt bọ. Khéo tôi thấy người ông mụ mị cả đi rồi đấy. Tôi mang cho ông tấm chăn. Đêm hồn gió mấy thế này, có mụ người thì tôi cũng phải nghĩ cho ra bà. Đúng là như thế chưa ổn thật. Nếu chỉ chú ý động viên mọi người thực hiện bằng vật chất thì chưa đủ. Cần phải nâng cao nhận thức để bà con biết được lợi ích chung do công việc đó mang lại mà tự giác thực hiện mới được. Phải làm sao để không còn những người chỉ biết đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên hết như ông Tư, thằng Cu Tèo nữa thì mới được. Giờ tôi cùng về nhà với bà. Tôi phải trông đèn làm cái thông báo mai phổ biến cho bà con trong thôn mới được. Những ngôi sao giấy. Nhanh lên các cậu, có thấy bó thạch thảo to đùng không? Quân Cận sắp tỏ tình với người đẹp thạch thảo lớp mình rồi đấy. Hôm nay sinh nhật Thảo, mình chỉ muốn tặng bạn ấy bó hoa thôi mà. Ra là tặng hoa thôi hả? Thế mà tụi mình cứ tưởng các cậu đừng có mà đi theo đấy nhé, mình ngại lắm. Được rồi, tụi mình sẽ đứng từ xa âm thầm cổ vũ cho cậu. Thạch thảo,
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn Quân nhé. Biết Thảo thích nhất là loài hoa giống như tên mình, nên dù trái mùa, Quân vẫn tìm. Quân hy vọng rằng đến mùa thạch thảo vào cuối thu, Quân có thể tặng Thảo một bó hoa khác đẹp hơn. Hoa rất đẹp, Thảo thích lắm. Bạn qua lớp toán hay sang lớp mình tìm Thảo kìa? Lãng mạn quá! Đây là 100 bông hồng nhung như lời mình muốn nói với Thảo. Hãy luôn xinh đẹp và kiêu sa như loài hoa chúa tể này Thảo nhé. Cảm ơn Khoa nhiều. Các cậu ơi, mình lên cả đây hát chúc mừng sinh nhật Thảo đi. Chúng mình lên ngay đây. Hôm nay vui quá. Thảo, Quân ngồi với được không? Ừ, Quân ngồi đi. Lâu nay Quân đã thấy Thảo gấp những ngôi sao này rồi. Thảo không cần phải giấu Quân đâu. Quân thấy rồi hả? Thảo gấp nhiều sao thế để làm gì vậy? Ngày mai đã là môn thi cuối, không lâu nữa là đến ngày tụi mình tốt nghiệp ra trường. Những ngôi sao này Thảo muốn dành tặng cho một người. Một người đặc biệt. Ừ. Người ấy là ai? Có thể nào là mình không? Cuối cùng thì ngày tốt nghiệp cũng tới. Quân có hơn một lý do để mong chờ ngày này. Giây phút này đến quên ăn quên ngủ. Là Thảo tự may đấy, tặng Quân nè. Đẹp, đẹp, đẹp lắm. Vậy là những ngôi sao ấy đã không dành cho mình. Có thể là cho Khoa hay một anh chàng nào khác. Mình phải đi trước đây Thảo à. Quân ơi, Quân! Sau buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, Quân không còn gặp lại Thảo nữa. Quân rời đi khi những ngôi sao tình yêu của Thảo không thuộc về anh. Quân quyết định đi du học, đem theo cả mối tình đầu thầm kín. Dừng lại. Những ngôi sao này Thảo muốn dành tặng cho một người. Những ngôi sao của Thảo, cô ấy đã tặng cho mình. Thảo ơi, nhất định anh sẽ tìm lại được em. Nhất định anh sẽ không để vụt mất tình yêu một lần nào nữa. Sự tích Hoa Tulip. Này, trở về hàng mau lũ cụ nghịch ngợm. Ông Sabidan đấy à. Hôm nay ông phải cẩn thận đừng để lũ cừu xuống đây. Không điền chủ Hamid mà biết được là bị phạt đấy nhé. À, vâng, tôi nhớ rồi. Mọi người làm việc từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi. Hay ta lên đây, tôi có ấm trà tươi lắm. À, vâng, thế chúng ta lại gốc cây đằng kia, tôi cũng mỏi lưng lắm rồi. Càng ngày điền chủ Hamid càng quá đáng hơn. Ông ta bóc lột sức lao động của chúng ta đến tàn tệ. Việc ngày càng nhiều mà trả lương cũng chả được bao nhiêu. Hôm trước tôi trót lỡ làm mất một con cừu của ông ta, thế là bị một trận đòn thừa sống thiếu chết đó thôi. Thưa cha, con mang cơm trưa tới đây rồi. Tulip đến đó à? Đúng lúc quá. Mọi người đang rất mệt, cháu có thể đàn một bản nhạc được không? Được chứ thưa bác. Tulip, cháu đàn ngày càng hay hơn đó.
Mỗi lần nghe cháu đàn, ta thấy mọi mỏi mệt đều bay đi cả. Ông có một cô con gái 10 phân vẹn 10 cả. Cô Út Tulip thì không chỉ xinh đẹp mà tài hát ca của cô phải để nhiều người biết đến nữa. Phải đó cha, con cũng muốn được múa hát ở đây để mọi người được vui sướng. Ôi, con gái yêu quý của ta ơi, con là con của một kẻ chăn cừu thuê nghèo hèn, thì kiếm đâu ra những xiêm áo lụa là và những bộ y phục múa đẹp được chứ? Con không cần những thứ đó, con chỉ cần được đi và múa hát cho mọi người. Đám người làm thuê này, không đi làm ngay còn ngồi đó chơi à? Ta trả công các ngươi để làm việc, nghe chưa? Chúng tôi chỉ ngồi nghỉ chốc lát thôi. Một giây, một phút cũng tiền cả, các ngươi hiểu chưa? Hóa ra con gái của lão đây ư, Sabidan. Ngươi ở đợi cho ta từ nhỏ để trả món nợ lớn, thì dĩ nhiên con gái ngươi cũng phải làm việc cho ta. Tôi xin ngài, ngài để con gái tôi lại, tôi sẽ làm gấp trăm gấp mười lần để trả nợ cho ngài. Bắt nó về kho dệt vải cho ta. Cứu con với, cha ơi. Các người buông ra. Tulip, buông con gái ta ra. Tulip. Mình phải trốn khỏi nơi đây. Mình không thuộc về nơi này. Mình thuộc về nơi thảo nguyên bao la, nơi được cất cao tiếng đàn, tiếng hát. Ôi, cái gì thế kia? Đó chính là cái bẫy. Nếu ai liều mạng phá cửa chạy trốn thì sẽ bị những bụi dây gai này cưa đứt chân. Tôi khuyên cô tốt nhất nên yên phận. Tự do không phải là thứ quà tặng, mà nó phải đánh đổi bằng máu. Không phải chỉ riêng bằng máu của tôi, mà của tất cả mọi người. Chẳng nhẽ các cô muốn cả đời mình, tuổi trẻ và thanh xuân, tự do của mình chôn vùi trong căn phòng này ư? Chúng tôi sẽ bỏ trốn cùng cô. Như thường lệ, đêm mai Hamid sẽ tổ chức tại dinh cơ nhà lão một bữa đại tiệc. Chúng ta sẽ cố gắng chuốc rượu say những tên lính gác, rồi nhân cơ hội trốn thoát. Lúc thoát ra ngoài, chúng ta sẽ bị gai đâm đến chảy máu. Gã có thể lần theo dấu vết và biết rõ đường đi của chúng ta, cho nên các chị phải chạy theo nhiều hướng khác nhau. Nhằm đánh lạc hướng bọn ngựa săn, chúng sẽ lúng túng không biết chạy theo hướng nào. Nhanh nào! Trời ơi, đau quá! Cố lên mọi người, chỉ cần thoát ra khỏi đây là chúng ta sẽ thoát khỏi kiếp nô lệ này. Thằng Lý sắp đến rồi, chạy nhanh lên các cô. Phía trước là tự do rồi, hãy chia ra nhiều hướng khác nhau. Tỏa ra khắp nẻo đường, tìm chúng nó cho tao. Phải nghĩ cách để cho bọn ngựa săn không lao về phía trước nữa. Bắt ngay cô gái đó lại. Lần này ta sẽ trị tội thật nặng vì cá gan thả hết nô lệ của ta ra. Dù phải chết, nhưng ta vẫn sẽ chọn tự do. Nàng Tulip nhắm mắt và ngủ một giấc ngủ không bao giờ tỉnh. Trên bãi tuyết lạnh đó có những bông hoa đỏ bừng nở. Về sau, người ta gọi đó là hoa Tulip, tượng trưng cho sự tự do bất diệt. Quê diêm của hai chị em. Nó là của chị, nó là của em, của chị, của em. Nó là của chị, là chị nhặt được con búp bê mang về mà. Nó là của chị, nhưng em bé hơn. Nó là của em, nó là của chị. Nó là của em, của chị, của em. Nó là của chị. Tất cả là tại chị. Giờ thì chẳng còn gì mà chơi. Bài toán này khó quá, chị giải giúp em với. Đi ra, chị ghét em. Ai bảo em làm hỏng con búp bê của chị?
đi ra. Em cũng ghét chị, sao chị lớn mà không nhường em? Em ghét chị. Nhà có hai chị em, sao các con không đoàn kết, yêu thương nhau, lúc nào cũng chí chóe tranh giành thế hả? Nhà mình khó khăn, không đủ ăn, tôi còn không lo lắng bằng việc hai đứa con mình cứ suốt ngày cãi vã nhau. Ôi dào, trẻ con mà mình, kệ chúng nó. Sao lại kệ? Mà tôi có ý này. Con đi học bài đấy ạ. Từ từ đã con, bà mẹ có chuyện muốn nói với hai con. Nhưng có chuyện gì cơ ạ? Mưa gió liên miên, năm nay lại mất mùa, nên ba mẹ chỉ có thể giữ lại một trong hai chị em con để nuôi. Còn một đứa sẽ sang nhà bác cả. Đúng rồi, nhà bác cả điều kiện tốt hơn, sẽ giúp đỡ nhà ta qua giai đoạn khó khăn này. Bà nói thật sao ạ? Bây giờ trong hai que diêm chỉ có một que bị bẻ gãy, ai rút được que ngắn hơn thì sẽ phải rời khỏi nhà. Con ăn rau hay cháo cũng được, xin ba mẹ cho con ở nhà. Đúng đấy ạ, con xin ba mẹ. Không được, cha đã nói rồi, nhà chúng ta nghèo, không thể nuôi được cả hai con. Hai que diêm này, một que gãy, một que lành. Ai rút que gãy, người đó sẽ phải rời khỏi nhà. Được rồi, ai rút được que ngắn hơn thì sẽ phải rời khỏi nhà. Em gái mình còn nhỏ, chưa thể tự chăm sóc bản thân. Nếu phải xa ba mẹ lúc này, mình nhất định phải đến nhà bác thay em. Chị gái mình lên nhà bác thì ai sẽ giúp ba mẹ việc nhà? Chị ấy không quen ở nhà người lạ, nhất định mình phải đi thay chị ấy. Được rồi, giờ các con giơ que diêm lên cho ba mẹ xem nào. Các con biết không, hai que diêm lúc trước ba đưa cho hai con vốn không hề bị bẻ. Đây chỉ là một trò đùa thôi. Ôi, vậy là chúng con không phải rời xa nhau nữa ạ? Các con đều yêu thương và nhường nhịn nhau như vậy, trong lúc khó khăn hoạn nạn không rời bỏ nhau. Giờ thì ba mẹ có thể yên tâm rồi. Sự tích cây kim dao. Ngày xưa ngày xưa, có một đôi trai gái yêu nhau tha thiết. Người con trai tên là Kim, người con gái tên là Dao. Theo như bà cũng biết, thằng Kim nhà tôi với cái Dao nhà bà đều để ý nhau. Xét thấy chúng nó thương yêu nhau thật lòng, nên tôi cũng lựa sang đây đánh tiếng trước với bà. Xin phép bà cho hai cháu nó tìm hiểu nhau. Vâng, bác chu đáo quá. Tôi cũng ơn thằng Kim nhà bác lắm. À, trời ơi, chạy nhanh lên. Nhanh chân lên, chạy nhanh lên. Làng quê yên bình chẳng được bao lâu thì sóng gió nổi lên. Giặc phương Bắc kéo sang xâm lăng, khiến trai tráng trong làng phải lần lượt ra xa trường chống giặc. Nàng ở lại giúp ta trông chừng cha già, nhất định ta sẽ trở về với nàng. Chàng hãy trở về nhé. Thế nhưng chẳng như lời đã hứa, khi giặc xâm lăng đã được dẹp, lác đác những thanh niên ngày ấy lên đường đã có người trở về. Chỉ có bóng chàng Kim là mãi chẳng thấy đâu. Có người nói chàng đã bị giặc bắt đi, có người lại bảo chàng đã chết. Thế nhưng ngày ngày, Dao vẫn nuôi hy vọng chàng Kim sẽ trở về. Tưởng rằng chiến tranh loạn lạc đã qua, nhưng ai nào ngờ lúc này sóng gió mới bắt đầu ập đến, nàng Dao phải chịu cảnh vô cùng trớ trêu. Có ai ở nhà không? Cái nhà này sao cả tuần nay không đi làm trả nợ,
Con biết là ruộng nhà ta chết mất bao nhiêu mạ, không mất bao nhiêu lúa vì sự lười biếng này không? Dạ, xin ông thương tình. Chẳng là người mẹ khốn khổ của tôi đang mang bệnh nặng nên cần người chăm sóc. Chỉ cần mẹ tôi khỏe lại, nhất định tôi sẽ làm lụng chăm chỉ để trả nợ cho ông. Muốn ta thương tình và nhân nhượng phải không? Được, nể tình gia cảnh nhà cô mẹ già con côi, nên nếu cô đồng ý về làm vợ bé của ta, ta sẽ bỏ qua món nợ lẫn việc làm mướn. Không những thế, cô sẽ được ăn sung mặc sướng, và ta sẽ cho gọi thầy Lan về bắt bệnh cho mẹ cô. Xin ông lấy rộng lòng, thân tôi đây chả tiếc gì báo đáp công ơn cha mẹ. Nhưng phận con gái đã có nến ướt trăm năm rồi, nên tôi không thể. Cái đồ nhà cô thật ngu ngốc, hẹn với ước cái gì? Lúc này mang mẹ cô không tiếc, mà cô lưu luyến gì thứ tình ái ảo tưởng đó hả? Ta cho cô thời hạn một tuần, trong thời gian đó ta tính lãi gấp 10 lần. Nếu không trả được thì cô phải về làm vợ bé của ta. Không được rồi, sức khỏe của mẹ ngày càng đi xuống, chỉ còn một cách thôi. Giao, con. Mẹ. Con gái của mẹ ơi, tấm lòng hiếu thuận của con có trời đất chứng giám, như vậy đã quá đủ báo đáp mẹ rồi. Này, tính mạng già này chắc chắn còn giữ được bao lâu? Còn chớ có vì níu kéo mạng già này mà đánh đổi thanh xuân cuộc sống của con. Mẹ nghe được chuyện hôm trước ông Lý qua đây nói à? Đúng vậy, những ngày cuối này của mẹ, chỉ cần được ở bên cạnh con là mẹ mãn nguyện rồi. Và khi mẹ có ra đi, hãy đi tìm người con yêu thương nha. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đúng như Linh đoán, chẳng mấy ngày sau, người mẹ của nàng Giao qua đời. Lo ma chay cho mẹ xong, sợ lão Lý đến ép nợ nên Giao vội vã lên đường trong đêm tối. Nhưng trước khi rời quê hương, cô không quên đến một nơi. Cha, xin cha hãy nhận một tiếng gọi cha từ con. Cha ở lại, hãy gắng giữ gìn sức khỏe, con sẽ sớm tìm được anh Kim trở về. Con gái ơi, thân con gái lặn lội đường xá gian nguy, mà con biết thằng Kim ở đâu mà đi tìm chứ? Cha yên tâm, con đã có một chút thông tin rồi. Nếu không phải là chàng, con nguyện không nên duyên cùng ai khác hết. Đường xa dặm trường, con phải bảo trọng nha. Dạ vâng ạ. Từ hôm ấy, Giao cải trang làm đàn ông đi về phía Bắc, quyết tìm được người thương. Gặp ai, Giao cũng hỏi thăm tin tức về Kim từ những thông tin ít ỏi. Sau nhiều ngày đêm tìm kiếm, cuối cùng Giao cũng tìm được dấu vết của chàng Kim. Nhưng than ôi, từ những manh mối có được đã đưa nàng đến một nấm mộ. Người đó chết rồi, chúng tôi đã chôn cất anh ta cẩn thận. Trước khi chết, anh ấy còn dặn đi dặn lại là chôn cùng chiếc khăn thêu. Thế nên chúng tôi đã cho chiếc khăn thêu đó vào hộp và chôn cùng với anh ấy. Tìm được người thương, nhưng chàng đã âm dương cách biệt, khiến Giao hết sức đau lòng. Suốt ngày đêm ngồi khóc tê dại bên mộ chàng Kim đã khiến Giao kiệt sức mà chết. Xúc động trước cảnh tình của hai người, dân trong làng lại đào huyệt chôn nàng sát cạnh mộ của chàng Kim. Một thời gian sau, ở giữa hai nấm mộ mọc lên một thứ cây tỏa ra một mùi thơm ngang ngát như mùi trầm quý giá. Nhà ngươi tưởng rằng trốn đến đây thì ta không tìm ra được ư? Có chết nhà ngươi vẫn phải về làm vợ ta. Lại nói về lão Lý, khi con nợ là cô gái nhà mình ưng mắt muốn bắt về làm vợ bé đi mất, lão không cam lòng tức tốc đi tìm bắt lại. Và khi nghe được chuyện nàng đã chết bên mộ người yêu và loại cây kỳ lạ được người làng đó đồn thổi, khiến lão càng ấm ức. Cái cây đáng ghét này, mọi người nói là cây thiên ư? Thật là hoang đường, xem ta đốn nó đi đây này.
Mắt của ta. Tưởng chặt cây cho hả giận, ai ngờ khi dao vung lên, thân cây văng ra nhựa, khiến lão Lý dính nhựa đau đớn, và mắt lão chẳng ít lâu sau bị mù lòa. Còn cái cây lạ kia lại mọc lên trời mới, xanh tốt hơn cả cái cũ. Thấy điều lạ đó khiến dân làng càng kháo nhau về cây thiên và bảo không được chặt đi. Cái cây lạ đó nhựa thì độc là như vậy, nhưng khi hái lá đem về xong thì người bị cảm tức thì sẽ khỏi bệnh. Không chỉ thế, điều kỳ lạ nữa là nếu lấy gỗ của cây này làm đũa thì nếu thức ăn có độc, quanh đầu đũa sẽ sủi bọt màu đen như báo cho ta biết. Từ đó, để tưởng nhớ mối tình son sắt và thủy chung của nàng Dao và chàng Kim, người trong làng đã đặt tên cho loại cây quý này là cây Kim Dao. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!